Kính thưa cả nhà, câu chuyện bên ly cà phê sáng hôm nay thì con xin chia sẻ về cái tâm tình của Thánh Giacôbê Tông đồ trong thư gửi của Ngài trong bài đọc 2 mà hôm nay chúng ta đi lễ đó. Thì con thấy rất là hay và con xin chia sẻ. Mở đầu thư của Ngài hôm nay như thế này: anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Ở đâu cũng vậy thôi. Thì chúng ta thấy nếu mà có ghen tương, tranh chấp thì có đủ mọi thứ xấu xa. Cuộc đời con người của người ta đó, nó tất cả mọi chuyện nó phát xuất từ cái sự ghen tương. Cái câu chuyện xưa ơi là xưa rồi, ở trong vườn địa đàng, người ta ghen tương, ông bà nguyên tổ ghen tương và muốn bằng với Đức Chúa nên đã giơ tay hái trái cấm. Và cái máu ghen tuông đó, nó đã đánh mất đi cái tình nghĩa giữa Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa. Vì ghen tuông. Mà chúng ta thấy cái bài học đó ngày hôm nay nó vẫn còn. Ngày hôm nay nó vẫn còn, bởi vì trong cuộc sống, bất cứ ai nào đó mà cứ ghen tuông là chúng ta thấy nó xáo trộn. Trong gia đình, trong cộng đoàn cũng vậy. Nhiều khi con người ta không bằng lòng với tất cả những gì người ta có, vì người ta ghen tuông với nhau. Và chính từ cái sự ghen tuông đó, nó xảy ra biết bao nhiêu điều xấu xa. Ngày hôm nay chúng ta thấy thực tế đó, bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Bao nhiêu gia đình đổ vỡ cũng chỉ vì ghen tuông thôi. Người ta không bằng lòng, người ta không chấp nhận, người ta không đón nhận nhau. Hơn thua nhau một chút là bắt đầu đi nói hành nói xấu. Người ta hình như là người ta không có tiếc cái lời đi nói xấu nhau. Người ta không ngại để đi nói xấu nhau. Thử coi đi nói xấu nhau, đi nói xấu người khác, mình được cái gì? Cứ nhìn đi. Khi mà mình đi nói xấu người khác, mình được cái gì đâu? Mình dèm pha, mình chỉ trích, mình lên án người khác, mình dìm hàng người khác, mình có khá hơn đâu. Mà thực chất mình có là cái gì đâu. Mình còn tệ hơn họ nữa. Mà trong khi đó mình lại đi dìm hàng người khác, mình đi nói xấu, mình đi nói hành. Khi mà mình nói xấu là mình thấy là mình dở rồi. Mình kém hơn người ta, mình mới đi nói xấu. Mình dở hơn người ta, mình thua người ta, mình mới đi nói xấu. Mà sau khi nói xấu, mình xấu cái miệng, mình nói những lời xấu, mà được cái gì đâu. Bởi thế là cái lời mà thư của Thánh Giacôbê ngày hôm nay rất hay. Nhắc nhớ mỗi người chúng ta đừng có ghen tuông. Bằng lòng với tất cả những gì mình có đi. Chúa ban cho mình nhiều lắm rồi. Chúa ban cho mình nhiều lắm rồi, đừng ghen tuông nữa. Mà thật sự ra là, ví dụ như người ta giàu có hơn mình thì cũng do người ta may mắn, hoặc là người ta lo cày cuốc người ta mới có. Còn mình lười biếng hay là mình không may mắn thì thôi chấp nhận đi. Đừng có vì thế nào đó mà đi ghen tuông. Tất cả mọi chuyện người ta có là do cái sự nỗ lực của người ta, ơn trên trao cho ai người đó hưởng. Mình đừng có ghen tuông. Ghen tuông là một cái tật xấu lắm. Nếu như trong chúng ta có cái máu ghen tuông đó thì chúng ta bỏ đi. Đừng ghen tuông, đừng ganh tị, đừng ghen ghét người khác. Chẳng được cái gì đâu. Chúng ta thấy mỗi lần mà chúng ta ghen ghét với người khác, chúng ta xấu lắm. Chúng ta ganh tị là tại sao chúng ta không được cái này cái kia. Tại sao chúng ta không cố gắng. Tại sao chúng ta không cố gắng. Tại sao chúng ta không sống tốt. Không? Thôi thì cố gắng ha. Lời của Thánh Giacôbê ngày hôm nay rất là hay. Ở đâu có ghen tuông thì ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ đều xấu xa. Chúng ta cố gắng đừng ghen tuông.